Hoàng tử bé là cuốn truyện gắn với tuổi thơ của nhiều người. Mặc dù dành cho trẻ con, nhưng Hoàng tử bé vẫn khiến người lớn yêu thích. Truyện có nhiều tầng lớp nghĩa, trẻ con sẽ thấy đây là câu chuyện đáng yêu với một thế giới tưởng tượng vô cùng sinh động. Người lớn bị cuốn hút bởi những triết lý ẩn sâu bên trong. Có người đã đọc Hoàng tử bé nhiều lần, mỗi lần lại ngẫm ra một triết lý trong đó. Nhà thơ Bùi Giáng gọi đây là tác phẩm thơ mộng nhất và u uẩn nhất trong những tác phẩm của Saint-Exupéry. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe bài viết 8 triết lý về tình yêu trong Hoàng tử bé. Với ta, người ấy chính là cả thế giới. Hoàng tử bé đem lòng yêu một đóa hồng ở quê nhà, tiểu tinh cầu B612. Nàng tự nhận nàng là độc nhất trong giống loài mình. Các cô gái hay ôm sự tự mãn dễ thương như thế, và nó đồng thời là nỗi tự ti thầm kín, cùng lòng kỳ vọng vào sự độc tôn trong trái tim người họ yêu. Đặt chân tới trái đất, hoàng tử bé ngỡ ngàng đứng trước một vườn hồng có tới hàng nghìn đóa hoa giống hệt bông hồng của cậu. Cậu đau khổ và cảm thấy bị lừa dối. Thế nhưng, sau cuộc trò chuyện với chú cáo có bộ lông đỏ rực, cậu hiểu ra rằng đóa hồng của cậu là duy nhất. Sự duy nhất của đóa hồng ấy là bởi nàng là bông hoa cậu yêu. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu. Tình yêu được cảm nhận bằng trái tim. Cáo lông đỏ tiết lộ với hoàng tử bé: "Đây, cái bí quyết của tớ, rất giản dị thôi. Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình, cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy. Nhiều khi những quyết định mang tính trực giác, bản năng đem tới kết quả tốt hơn sự phân tích bằng lý tính. Cái nhiều khi ấy đúng trong tình yêu. Trực giác tồn tại để giúp con người cân bằng các quyết định, để kết nối bản năng và lý trí. Tình yêu khiến thế giới của ta tốt đẹp hơn." Hoàng tử bé nói với viên phi công rằng cồn cát đẹp vì nó ẩn chứa nguồn nước, và các vì sao đẹp bởi trên một vì sao có một bông hồng. Nếu ai đó yêu một đóa hoa mọc lẫn giữa hàng triệu và hàng triệu vì sao, thì chỉ cần ngước nhìn các vì sao cũng đủ khiến người ấy thấy hạnh phúc. Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi. Trong hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao. Tình yêu rất hiếm có, những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều. Hoàng tử bé, thời còn ngủ trên tiểu tinh cầu B612, mỗi ngày đều thông muội ba ngọn núi lửa và nhổi những cây bao báp nhỏ. Hình tượng những cây bao báp khiến ta liên tưởng đến những thứ na ná tình yêu ta va phải hàng ngày, để đến được nơi ta tìm thấy người ta thật lòng thương yêu. Đều đặn phải lo việc nhỏ, bọn bao báp từ lúc ta còn kịp phân biệt chúng với các cây hoa hồng, mà bao báp hồi còn thơ thì lại giống cây hoa hồng lắm. Xuất phát điểm của những mối quan hệ thường đều tốt đẹp, nhưng khi ta nuôi lớn tình cảm, có những mối quan hệ là độc hại, tình yêu thì không nhiều. Những cây bao báp sẽ phá hủy cả hành tinh, còn đóa hồng thì mang lại cho ta tình yêu và trải nghiệm sống. Hạnh phúc không tồn tại nhan nhản xung quanh ta. Để tìm thấy nó, ta phải mở thật to mắt tìm kiếm và phải thật cẩn trọng phân biệt các chồi non. Thời gian để chăm sóc tình yêu khiến tình yêu trở nên quan trọng. Đóa hồng là duy nhất đối với hoàng tử bé, bởi cậu đã dành từng ấy thời gian và tâm sức chăm sóc nàng. Cáo bảo cậu, chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế. Nếu không phải ngày ngày cậu tưới hoa, chiều chiều úp lồng kính chắn gió, cặm cụi bắt từng con sâu, kiên nhẫn ngồi nghe than thở, tán hiêu tán vượn, và đôi khi cả im lặng nữa, bởi vì nàng là đóa hồng của cậu, có lẽ bông hồng ở tiểu tinh cầu B612 sẽ chẳng khác gì những đóa hoa trống rỗng trong vườn hồng nơi trái đất. Hoàng tử bé đã dành thời gian cho hoa cũng dành thời gian cho cậu. Tình yêu phải là sự vun đắp, sự thuần hóa đến từ hai phía. Khái niệm thuần hóa mà Saint-Exupéry đã để cáo định nghĩa vô cùng thấm thía. Thuần hóa là tạo nên những mối liên hệ để hai người cần đến nhau. Người ta chỉ hiểu những gì người ta đã thuần hóa, và việc thuần hóa, giống như hoàng tử bé đã thuần hóa cáo, là việc phải dành nhiều thời gian và công sức, làm hàng ngày,
kiên nhẫn và dịu dàng từng chút một. Nếu ai đó không thể chịu đựng tôi lúc xấu xí nhất, thì cũng không xứng đáng có được tôi lúc huy hoàng nhất. Bông hoa ấy yếu đuối như một cách nói yêu, những mánh khóe và sự tinh khôn đáng thương của nàng chính là sự dịu dàng. Bông hồng đỏng đành, giống như con gái kiêu kỳ, thường hay nhõng nhẽo, khó chiều. Nhưng thật ra, các cô gái chỉ giận dỗi những người mà họ tin rằng dù thế nào cũng sẽ không quay lưng bỏ đi. Bông hồng đã trao cho hoàng tử bé tình yêu, vẻ đẹp và hương thơm của nàng. Để đẹp và để ngát hương như vậy, chắc chắn nàng cần phải được bảo vệ khỏi lũ sâu, khỏi gió lùa và khỏi cảm giác sợ hãi khi không được chở che. Tình yêu rất mỏng manh, dễ tan vỡ. Bối rối và mệt mỏi, như tất cả chúng ta vẫn thường vậy trong tình yêu, hoàng tử bé chọn cách rời xa đóa hồng để khám phá thế giới và chính mình. Sau này, cậu thú nhận với viên phi công rằng cậu đã chạy trốn và hối tiếc về hành động của mình. Nhưng có lẽ việc hoàng tử bé rời B612 là việc nên làm, phải làm, và thực sự cậu đã làm vậy. Nếu không ra đi, cậu sẽ mãi băn khoăn, chán ngán và chẳng bao giờ nhận ra tình cảm và bản chất sự độc nhất của đóa hoa hồng. Trong chuyến phiêu lưu của hoàng tử bé, cậu đã gặp một nhà địa lý ở tinh cầu thứ 6 cậu đặt chân đến. Chúng tôi không ghi chép những loài hoa. Nhà địa lý nói, sao vậy? Hoa là thứ đẹp nhất kia mà. Bởi vì hoa vốn phù du. Bởi vì vẻ đẹp chóng tàn và tình yêu không được nuôi dưỡng sẽ tan đi như bọt bể. Một khi đã khiến đối phương tổn thương, giống như cậu đóng những chiếc đinh lên hàng rào, rút đinh ra thì những lỗ đinh vẫn còn mãi đó. Tổn thương có thể lành, nhưng sẹo không xóa đi được. Hoàng tử bé rời tiểu tinh cầu B62 rất dễ, chỉ cần theo một đàn chim di cư, nhưng để trở về, cậu phải chấp nhận rủi ro bằng nọc rắn, và người đọc chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng thứ chất độc rủi ro đó đã thực sự đưa cậu về với đóa hoa hồng. Mất đi tình yêu nhiều khi là cách để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. What doesn't kill you makes you stronger, Friedrich Nietzsche viết. Việc hoàng tử bé bỏ đi, nếu tạm coi như sự tan vỡ trong mối quan hệ của cậu với bông hoa, ta có thể thấy từ mối tan vỡ này, cả hoàng tử bé và bông hồng đều trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Đến trái đất, lần đầu tiên nghe thấy tiếng vọng, hoàng tử bé nhận xét rằng nơi đây thật nhạt nhẽo, thật khác với những ngày cậu còn ở cùng một bông hoa luôn cất tiếng trước. Cậu dần nhận ra tầm quan trọng của những điều giá trị mà vì đã có trong tay, cậu không mấy để tâm. Cậu bắt đầu biết nghĩ về sự hy sinh của người khác, biết thương một cô nàng không sợ hổ, nhưng sợ gió lùa. Một bông hoa chỉ có 4 cái gai để chống chọi với cuộc đời dữ dội, nhưng can đảm đẹp nhất để cậu ưng lòng. Bông hồng vốn là hiện thân của sự nông cạn, đỏng đành, kiêu kỳ cũng lớn lên từ mối quan hệ đổ vỡ này. Nàng không cần lồng kính, nàng chấp nhận sự ra đi của cậu bằng vẻ bình tĩnh dịu dàng, không hề trách móc, bằng sự kiêu hãnh. Và hơn hết, nàng yêu cậu, nên nàng không muốn người mình yêu thấy nàng rơi nước mắt. Và bông hoa cũng dạy chúng ta cách vượt qua sự sợ hãi, tổn thương và khó khăn. Bởi, em muốn biết bươm bướm là thế nào, em phải chịu đựng vài ba con sâu. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.